trời mưa mà xuất hàng nè, phải kêu mấy cái xe ghe lại đằng đây đặt cho Trâm ký tên. Cái gì chứ xe xanh lá là Trâm thấy lắm nha. Bây giờ mưa không có ký tên được, ôm một đống chữ từ luôn nè mọi người đó. Ký tên, ký giùm em cái này anh ơi. Rồi, đúng rồi. Trời ơi, thấy em thông minh nghe không, kêu lại đây là vừa đẹp luôn thấy không. Ký động nha, phút xa là gà sới mỡ đó. Ký không đọc là tiêu luôn đó. Buổi sáng Nam Xuân nè, mưa tầm tã luôn. Xe đỏ, nó đang nằm ở dưới á. Nó chưa lên để ký được cho nên đang chất hàng như đó nên không có bỏ đi được. Cơn mưa sáng nay sao vô tình đến thế, ướt áo em về nước mắt kẻ tuôn rơi. À, mưa hồi rơi mãi bên hiên nhà vắng tên, chẳng còn một ai đứng cùng mình như là lúc xưa. Trời ơi, đứng đây đợi, đợi một hồi người ta tới mới ký tên được. Phi Phi xịn sò của chị Trâm nè. À, Phi Phi cục vàng của chị Trâm đó. Một nữa vô còn hai một nữa là xong. Chuẩn bị sắp rồi á. Chị mới đang hỏi định vị, đang chấp định vị á. Mấy này mấy anh đang lấy nguyên liệu. Giờ 4 xe xử lý trước 4 xe, trời mưa mình sẽ xử lý theo trời mưa. Đời dịch bệnh không bùng cháy lên. Tay so 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 đều, tay lên mắt mũi miệng. Corona, Corona. Rốt cuộc chúng ta đã thấy được chị Ly rồi. 31, 29. 29, 31 nè, đi, đi kiểu này là hồi tôi đi ra, tôi ra, ra tiệm thuốc Bình Minh mua là tôi được phỏng vấn nữa nè. Vậy chị làm gì, chị ra tiệm thuốc Bình Minh, bữa nay em đâu có quay TikTok rồi mà chị sợ. TikTok em bị cấm đăng 36 tiếng rồi, chị yên tâm. Ủa sao vậy? À, bị vi phạm cộng đồng. Ủa, thiệt luôn hả? Nguyễn Duy Ngọc Hải, 87, 19. Cái này nè, em quay lại thôi chứ em không có đăng TikTok. Phạm, bữa bữa thằng kia nó ở Cù Lao Minh, nó nói nó rồi bắt cóc em chỉ bắt thẳng thì chỉ nhôm Nam Xuân luôn, cái nó nói em quảng cáo xong cái bắt đầu á nó nói em bị vi phạm cộng đồng, nó không cho em đăng. 15 với 05 đây, bữa giờ trong dọn từ ngoài nhà trọ trong dọn vô trong tránh dịch ở trong ký túc xá của nhôm Nam Xuân rồi mọi người ơi. Sáng nay trời mưa, sáng nay xuất hàng mà trời mưa, trời xanh bóng hôm nay cho mưa xấu đi lề nhòa trong lúc chia xa. Anh cứ đi đừng lo em chẳng sao mà. 93106. Trời ơi, hôm em đi ra ngoài đây em thấy ông xã chị còn chờ chị luôn, công nhận ông xã chị là ông xã quốc dân luôn á, dễ sợ được chứ. 106 93. Trời, thấy thương ghê luôn, trời ra nhìn thấy đứt ruột. Sao chồng ta mà nhìn thấy đứt ruột ta kỳ ta, sao vợ ổng không ghen ta? Vợ ổng không có gì đâu ghen. Bình thường mà. Cái đó là 82 100. Mình tội nghiệp. Ờ à, đúng rồi, nếu mà Hương yêu là đâu có bắt đi rước đâu đúng không Trân? 82 100. Không tiên có tiên. Bắt nè. Không có bắt luôn á hả? Nhưng mà ổng không rước là tôi không về hả? Chứ nữa không rước lấy gì về. Trời, Trâm đi năm non bảy núi rồi, quay lại tình hình là đã chấp được mấy xe rồi kìa. Chấp rồi, thấy chưa, được hai xe ra ngoài kia chờ rồi kìa. Ông xanh lá kìa, cái ông xanh lá ông chạy kìa. Đó. Bắp kèn đó coi. Tem